Xin chào các bạn nha. Hôm nay thi xong rồi đó, bây giờ là lễ trao giải cho 4 con đạt giải. Nhất đâu? Nhất nhì ba tư. Đây, nhất thuộc về em trai này. Đó. Đây bạn áo đen nha. Xanh trắng nha, xanh trắng nha. Thi gì rồi giờ trao giải nè. Rồi lấy cờ đâu ra coi, cờ gì mà rối mà lên nó lại vậy? Sao cờ giải dùng tùm lum dưới đất trời, ta đem cho đỡ buồn á. Khán giả quá cỡ phụ huynh nữa. Hello, chào cả nhà. Bữa nay chú Bảy chiến thắng rồi nha. Cả nhà nhớ đây giờ đó chia sẻ ủng hộ nha, đăng ký nha. Đứng vô chụp hình các ơi. Sát vô không? Sát vô, sát vô. Chạy điểm khách, điểm khách, giải ba, giải ba, con ở đây là giải nhì, rồi con là giải nhất, ấm hàng, cái thằng quý này tiếc, chân ngang chân chân, uống gà. Đây à, coi nhớ lên ký nha. Hai. Rồi, kết thúc cuộc chơi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại nha. Rồi. Lễ trao giải đã xong. Gãy luôn rồi, gió đập cửa gãy xương luôn rồi. Rồi rồi lên đường, bye bye nha.